Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một câu chuyện ngắn. Câu chuyện có tựa đề là Con trai người làm vườn. Các bạn hãy cùng lắng nghe, mình đọc câu chuyện nhé. Con trai người làm vườn. Có một cậu bé vô cùng yêu biển. Cậu biết đến biển qua sách và báo. Cậu nói với cha, con muốn trở thành thuyền trưởng. Con trai, cha mong con trở thành người làm vườn giống cha. Người cha nói, để con kế thừa công việc của mình. Ngày nào ông cũng đưa cậu ra vườn để giảng giải về các loại cây. Thế con không chú ý nghe, ông hỏi, con đang nghĩ gì thế? Con đang nghĩ biển trông nó như thế nào cha ạ? Ánh mắt cậu hướng về phía xa xăm, chất chứa niềm khao khát mãnh liệt. Công việc làm vườn không phải rất tốt hay sao? Người cha hỏi người con trong sự buồn bã. Nhưng cậu bé vẫn rất thích biển. Cậu tìm báo, tạp chí thế giới giới thiệu về các loại tàu thuyền. Cậu cắt hình những con tàu dán lên đầu giường để hễ mở mắt ra là nhìn thấy chúng. Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn khôn. Bạn bè anh đều tiếp quản công việc của cha mẹ mình. Còn anh vẫn giữ nguyên tình yêu với biển. Một ngày, anh tạm biệt cha lên đường. Anh lên tàu, trở thành thủy thủ, hàng ngày được nhìn thấy biển cả mênh mông. Một lần nữa, trong đêm bão to, tàu của anh gặp hải tặc. Thuyền trưởng, thuyền phó đều gặp nạn. Anh bình tĩnh hướng dẫn mọi người đối phó với mưa bão và chiến thắng hải tặc. Tất cả mọi người trên tàu đều nể phục tài năng và sự dũng cảm của anh. Nhiều năm sau, khi đã là một thuyền trưởng, anh trở về thăm cha của mình. Nhìn anh tràn trề sinh lực, sắc mặt tươi tắn, bờ vai thô khỏe, người cha cảm động rơi nước mắt. Con trai, bằng lòng kiên trì, con đã chứng minh được ước mơ của con không phải là hòa hão huyền. Cha đã sai rồi. Thuyền trưởng cao lớn cũng rơi lệ, đó là những giọt nước mắt của niềm tự hào và giọt nước mắt của hạnh phúc. Câu chuyện của mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like video và đăng ký kênh để mỗi ngày được nghe những câu chuyện mới, hay và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.